Không quá. Vâng, thế nhá, thôi được rồi. Thế thì xin phép là bạn nào đi học thì tôi phổ biến là chúng ta học dồn vào 2 buổi nhá. Còn lại 2 buổi tuần sau thì chúng ta tự đọc văn bản, tự tìm tài liệu để nghiên cứu và đọc trong tài nội dung của bài giảng. Dạ vâng quá. Rồi, chúng ta đi vào phần nội dung của bài hôm nay ạ. Pháp luật về phổ biến hành nghề. Trong quá trình các anh chị nghe, nếu mà tín hiệu nó không rõ hay hình ảnh không nhìn thấy thì anh chị có ý kiến để tôi sẽ điều chỉnh cái phần này. Pháp luật về phổ biến hành nghề. Trong lớp chúng ta hiện nay là lớp I5E là vừa các anh chị liên thông đúng không ạ? Một số các anh chị trong lớp mình là liên thông và một số là các bạn chính quy đúng không? Liên thông chính quy và lại là 6 năm. Vâng. Rồi. Trước khi đi vào nội dung của cái phần pháp luật phổ biến về hành nghề thì ở đây chúng ta cũng đã được học về các cái vấn đề liên quan đến hành nghề, trong đó thì y học cổ truyền là một trong những cái ngành nghề mà chúng ta đã đang theo học, và các cái quy định của nhà nước liên quan đến hành nghề thì cũng anh chị ở đây lớp chúng ta là một số đã có chứng chỉ hành nghề, một số đã có chứng chỉ hành nghề, đã trực tiếp nắm được các cái quy định của nhà nước về hành nghề. Thế và để tiếp tục tìm hiểu các cái văn bản quy định của nhà nước về cái lĩnh vực này thì trong cái nội dung môn học này thì xin phép là tôi cũng sẽ giới thiệu các cái vấn đề liên quan. Thì ở đây đối với nội dung về pháp luật hành nghề hiện nay thì có 3 cái phần mà chúng ta sẽ học, đó là thứ nhất các cái quy định về luật khám bệnh và chữa bệnh, các quy định về luật khám bệnh và chữa bệnh, và thứ hai một số các cái văn bản hành nghề, một số các cái văn bản liên quan đến hành nghề, trong đó thì liên quan đến khám bệnh chữa bệnh thì gồm những cái văn bản nào, và một cái vấn đề thứ ba, cái vấn đề thứ ba đó là luật dược và luật bảo hiểm y tế, các cái văn bản hướng dẫn của 2 lĩnh vực này, của lĩnh vực dược và lĩnh vực bảo hiểm y tế. Thế thì 2 cái phần đó là 2 cái phần mà cô Trang trong cái buổi hôm sau và chiều thứ năm sẽ giới thiệu các cái vấn đề liên quan về dược và bảo hiểm y tế. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ học một số các cái vấn đề mà liên quan đến luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan. Thì đi vào phần thứ nhất về luật khám bệnh và chữa bệnh. Luật khám bệnh và chữa bệnh. Anh chị không đọc được các cái không có tài liệu thì chúng ta tìm đọc các cái quy định liên quan đến lĩnh vực này. Đầu tiên đó là luật khám bệnh và chữa bệnh. Hiện nay thì trong lớp chúng ta cũng đã có rất là nhiều các cái anh chị mà đã nắm bắt được các cái quy định liên quan về luật khám bệnh và chữa bệnh vì nó liên quan đến. Và trong cái quá trình này thì trước đây các anh chị đã công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc có những trường hợp các bạn học tư nhân, thế nhưng mà sau đó thì chúng ta đã
thực hành xác nhận nghề và cũng đã có được chứng chỉ hành nghề. Thì số còn lại là những cái bạn mà đã vừa tốt nghiệp phổ thông, sau đó trúng tuyển vào nhà trường, và hiện nay thì sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta mới có được chứng chỉ hành nghề. Thế thì các cái quy định về lĩnh vực khám bệnh và chữa bệnh hiện nay thì cũng có rất là nhiều các văn bản về lĩnh vực này. Trong đó thì từ năm 2009 cho đến nay thì sau khi đã ban hành luật khám chữa bệnh, luật này hiện nay cũng vẫn đang thực thi và đang có hiệu lực áp dụng thi hành. Vậy thì các cái quy định về luật khám chữa bệnh thì bao gồm những văn bản nào? Một là mã, một số các cái văn bản về khám bệnh và chữa bệnh. Một số các cái văn bản liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Một số các văn bản liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Thì đối với lĩnh vực này hiện nay thì bao gồm, thứ nhất đó là luật số 40 năm 2009. Luật số 40 năm 2009. Luật này thì được Quốc hội thông qua vào ngày 23 tháng 11. Và sau 2 năm, tức là đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, thì luật mới có hiệu lực thi hành và áp dụng trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh và chữa bệnh. Và trước đó, trước cái luật số 40 này, thì chúng ta thấy là có các cái luật văn bản liên quan tới lĩnh vực khám chữa bệnh, đó là luật chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thì sau khi cái luật này ban hành ra đời, thì luật chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân còn hiệu lực thi hành nữa. Thế và để thực thi các cái quy định của luật khám bệnh và chữa bệnh thì hiện nay chính phủ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực này. Và cụ thể có 3 cái văn bản, đó là Nghị định 87 năm 2011. Nghị định 87 sau khi luật số 40 ra đời thì chính phủ đã hướng dẫn trên cơ sở đó là Nghị định số 87. Thứ hai, Nghị định 109. Thì với nghị định này thì sau khi mà một số các cái quy định được bãi bỏ, được sửa đổi thì nghị định 109 ra đời và hướng dẫn một số các cái điều trong luật số 40. Trong đó thì cũng đã bãi bỏ một số các điều của nghị định 87. Anh chị nào mà muốn tìm hiểu sâu kỹ về lĩnh vực này thì anh chị đọc hai cái văn bản này. Và thứ ba, một cái văn bản hiện hành hiện nay, đó là Nghị định 155. Thì Nghị định 155 đó là nghị định quy định về sửa đổi bổ sung một số các cái quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Trong đó có rất nhiều các lĩnh vực, ví dụ như là an toàn thực phẩm, rồi các cái lĩnh vực liên quan đến dược, rồi liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó trong đó thì nghị định 155 là một cái văn bản mà hướng dẫn hiện hành về lĩnh vực này. Thì hiện nay đối với nghị định 155 có một chương quy định về lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó bãi bỏ một số các quy định của nghị định 109. Chính vì thế mà những cái văn bản trước đã ban hành từ nghị định 87 đến 109, mặc dù là văn bản sau đã thực thi nhưng mà chỉ sửa đổi hoặc bãi bỏ một số các điều. Chính vì thế chúng ta vẫn đọc và tìm hiểu các cái văn bản mà chính phủ đã ban hành năm 2011, năm 2016. Thế thì các văn bản này nó có những cái vấn đề gì và bãi bỏ các cái nội dung nào, thì tí nữa xong khi mà giới thiệu hết cái phần về luật thì tôi cũng sẽ nói qua một chút các cái vấn đề liên quan đến các cái nghị định của chính phủ về lĩnh vực hành nghề khám chữa bệnh. Thế và một trong những cái văn bản mới mà chúng ta cũng đã thấy trong năm 2020 của Bộ Y tế, đó là công văn số 4018. Đây là cái công văn mà hướng dẫn về cái việc bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ học cổ truyền. Trong cái ngành y học cổ truyền thì chúng ta được học thêm một số các cái chuyên khoa lẻ, sau đó thì sẽ được hành nghề.
ngành nghề. Ngoài cái ngành nghề chuyên môn là y học cổ truyền thì chúng ta sẽ được hành nghề các cái chuyên khoa lẻ nếu có chứng chỉ, nếu có chứng nhận. Đã chứng nhận ví dụ như chị học thêm cái chuyên khoa về nội rồi các cái chuyên khoa chuyên chuyên môn và được cơ quan đó cử đi đồng ý. Ví dụ như là ở các cái cơ sở khám chữa bệnh đang thiếu các cái chuyên môn đó, chúng ta được cử đi học thì chúng ta về chúng ta sẽ được học làm thêm những cái phần chuyên khoa mà chúng ta đã có chứng nhận hành nghề, chứng chỉ, có cái chứng nhận đã qua cái thời gian học cái chuyên môn đó. Thế và bên cạnh các cái văn bản của chính phủ thì ngoài cái văn bản là công văn năm 2020 thì các cái văn bản của nhà nước liên quan đến cái lĩnh vực khám chữa bệnh đó là các cái thông tư số 41 năm 2011 của Bộ Y tế. Thì các cái thông tư này là các cái thông tư mà dựa trên các cái quy định của nghị định 87 ban hành năm 2011. Trên cơ sở đó thì Bộ Y tế ban hành thông tư số 41 năm 2011 sau khi mà đã hướng dẫn ở trong nghị định 87 các lĩnh vực về khám chữa bệnh. Thì đến năm 2000 2016 chính phủ cũng đã ban hành văn bản đó là nghị định 109 quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám chữa bệnh. Thế và để thực thi cái lĩnh vực này thì Bộ Y tế cũng đã ban hành một cái văn bản hướng dẫn về lĩnh vực đó là thông tư số 41 năm 2015. Thông tư số 41 năm 2015 cũng đều mang tên đó là thông tư số 41, rất là trùng hợp. Thông tư số 41 năm 2015 thì sửa đổi một số các điều trong thông tư số 41 năm 2011 về cái lĩnh vực hành nghề. Đấy, và cụ thể nó gồm những cái yếu tố nào? Các anh chị mà những bạn nào mà cần tham khảo, cần tìm hiểu sâu về lĩnh vực này, chúng ta tìm đọc ở thông tư này. Thế và tiếp sau đó thì trên cơ sở đó thì đối với lĩnh vực hành nghề khám chữa bệnh thì còn một cái thông tư nữa, đó là thông tư số 41 năm 2017 của Bộ Y tế. Đều mang tên là thông tư số 41 năm 2017. Được ban hành ngày 9 tháng 11 năm 2017 và cái thông tư này thì bãi bỏ một số những cái văn bản quy phạm pháp luật, để một số các văn bản pháp luật do cơ quan ban ngành, đó là các cái thông tư mà Bộ đã ban hành, Bộ Y tế đã ban hành thời điểm trước đó hoặc trong thời điểm đó. Thì ví dụ như là bãi bỏ một số các cái khoản, các điều của các chương liên quan trong thông tư số 41 năm 2015. Đấy, thông tư số 41 năm 2015. Rồi thông tư số 41 năm 2011. Thông tư số 41 năm 2011. Đấy, ví dụ như là bỏ điều 3 các cái quy định về cấp chứng chỉ hành nghề rồi điều chỉnh các cái phạm vi hoạt động chuyên môn vân vân. Các cái thông tư liên quan đến lĩnh vực này đó là thông tư số 41 năm 2011, thông tư số 41 năm 2015 cũng đã được sửa đổi, bổ sung rồi đã được bãi bỏ một số những cái điều khoản mà không còn hiệu lực thi hành nữa. Thế thì cái thông tư số 41 năm 2017 này thì đây là một cái văn bản về việc điều chỉnh các cái nội dung liên quan đến các cái thông tư trước đó. Thì cụ thể các cái lĩnh vực này hướng dẫn về những nội dung nào thì trong các cái thông tư này thì cũng có rất nhiều các cái phần liên quan. Trong đó thì ở đây tôi cũng xin phép là gì chúng ta chỉ trích dẫn những cái khái quát ngắn gọn liên quan đến cái quá trình hành nghề. Thế còn quá trình chuyên môn thì những anh chị nào hoặc những bạn nào mà đi sâu về lĩnh vực này, chúng ta tìm đọc ba cái thông tư số 41 từ năm 2011, năm 2015 cho đến năm 2017 của Bộ Y tế. Ngoài ra thì đối với các cái lĩnh vực khác trong hành nghề thì năm 2020 Bộ Y tế cũng đã ban hành một cái văn bản về quá trình hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề đối với bác sĩ đa khoa hoặc
đối với những người liên quan đến hành nghề, trong đó chủ yếu đó là khám chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ đa khoa. Thì với y học cổ truyền chúng ta không có những cái quy định trong cái thông tư này. Đi vào cái phần thứ nhất liên quan đến các cái cụm từ khái niệm của luật số 40 năm 2009 và các cái khái niệm liên quan đến thông tư số 41, các thông tư liên quan của Bộ Y tế. Khi mà chúng ta không có cái cuốn tài liệu thì các anh chị đọc, tìm đọc trong các cái văn bản liên quan nghị luật và nghị định, thì toàn bộ các cái nội dung đó sẽ quy định trong các cái điều, ví dụ liên quan đến quy định về khám chữa bệnh, quy định về quyền nghĩa vụ của ngành nghề. Còn là trong cái phần bài giảng thì chúng tôi lại thiết kế theo những cái nội dung khác, ví dụ như là gì, cái luật đó thì quy định về những vấn đề gì, thì trong đó thì chia ra thành các cái nội dung như là gì, số các cái chế định cơ bản trong luật, rồi cái quá trình ban hành văn bản, thời gian, điều kiện và cái thể thức đối với quá trình hành nghề, chứ không trích dẫn chi tiết cụ thể của luật, vì các cái luật thì ở trên các cái kênh truyền thông chúng ta có rất nhiều, các mạng xã hội ta có, đã chúng ta vào được thì chúng ta sẽ đọc được những cái văn bản đó. Thế còn lại ở trên cái phần bài thì tôi chỉ trích dẫn những cái chung khái quát liên quan về lĩnh vực đó. Thế thì đi vào một số các cái khái niệm cơ bản trong luật khám bệnh và chữa bệnh. Thứ nhất về khám bệnh và chữa bệnh. Đối với khám bệnh chữa bệnh thì năm nay chúng ta đang học, đấy là các anh chị và các bạn đã học đến năm thứ năm rồi, cho nên các cái cụm từ này cũng không phải là xa lạ với chúng ta. Chúng ta đã thực thi đi hành, đi lâm sàng, đi thực hành ở rất nhiều các viện, trong đó thì các cái quy trình về khám chữa bệnh chúng ta cũng đã được thực hiện, đã được thực thi, đã được được trải nghiệm về lĩnh vực này rồi. Quá trình khám bệnh là cái quá trình mà người hành nghề được hỏi bệnh, khai thác các tiền sử của bệnh, thăm khám thực thể, rồi thực hiện các cái chỉ định, làm các cái xét nghiệm liên quan đến cận lâm sàng và các cái lĩnh vực khác. Thì cái này là một cái mà trên cái buổi đi thực hành, đi lâm sàng thì sinh viên chúng ta cũng đã được nắm được cái quy trình này rồi. Rồi trong quá trình khám chữa bệnh, đặc biệt như là đến năm thứ năm này, đến khi mà đi về các trạm y tế trong cái thực hành thực tế cộng đồng, thì chúng ta sẽ được trực tiếp, nếu như chúng ta mà được đi vào các trạm y tế như các cái khóa trước, thì sinh viên sẽ trực tiếp là những người mà được hướng dẫn về tìm hiểu các quy định liên quan đến mô hình hoạt động của y tế cơ sở. Người bệnh là những người mà được thực hiện các cái dịch vụ liên quan đến khám chữa bệnh của nhà nước nhân. Về chứng chỉ hành nghề, đây là một cái văn bản mà do cơ quan nhà nước cấp. Chứng chỉ hành nghề cũng giống như giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Hai cái văn bản này thì đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Và hiện nay thì đối với lĩnh vực hành nghề thì Bộ Y tế và Sở Y tế là hai cái đơn vị thực hiện cái quy định về lĩnh vực cấp phát đối với chứng chỉ hành nghề. Đối với chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của cá nhân thì đây là cái văn bản mà gì, khi cá nhân đó học sau khi đã hoàn thiện các cái quy định về chuyên môn, sau khi mà tốt nghiệp đại học thì thực hành xác nhận nghề tại các cái bệnh viện và các cái viện nghiên cứu có giường bệnh. Thế và đối với chứng chỉ hành nghề thì Sở Y tế và Bộ Y tế là hai cái cơ quan và cấp cho cá nhân. Đối với trường hợp mà những người học hoặc xác nhận thực hành nghề tại các bệnh viện thuộc tuyến trung ương hoặc những bệnh viện do Bộ Y tế quản lý thì sẽ có những quy trình cấp phát do cái đơn vị đó. Còn đối với những trường hợp mà có hộ khẩu thường trú, lý lịch từ các cái điều kiện cư trú tại địa phương thì do Sở Y tế cấp phát trong quá trình thực hiện đối với cấp chỉ hành nghề. Và như chúng ta thấy là hiện nay
Thì chứng chỉ hành nghề là một cái văn bản mà không có thời hạn. Trước đây thì cái văn bản đó là cái văn bản có thời hạn, nhưng hiện nay là cái văn bản không có thời hạn. Và cái quy định này thì đã được áp dụng năm 2012 trở lại đây. Tức là trước thời điểm năm 2012 trở về trước thì đối với nhân viên y tế, đối với những người hoạt động trong ngành y thì không cần phải có chứng chỉ hành nghề. Nhưng từ sau năm 2012 trở lại đây thì mỗi người hành nghề liên quan đến lĩnh vực y đều phải có chứng chỉ hành nghề, trong đó có cả y và dược, rồi điều dưỡng, rồi hộ sinh, kỹ thuật viên vân vân, tất cả những cái chuyên môn này thì đều bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Thế còn đối với giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thì đây là một cái văn bản mà cũng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phát cho một doanh nghiệp, một cơ sở khám chữa bệnh, ví dụ liên quan đến cái phòng khám hoạt động tư nhân, rồi các cái bệnh viện tư nhân vân vân. Thế thì muốn hoạt động được thì cần phải có các cái điều kiện liên quan đến như một doanh nghiệp hoạt động, điều kiện các cái yếu tố cần và đủ theo quy định thì nhà nước sẽ cấp phát đối với giấy phép hoạt động của cái tổ chức của đơn vị đó. Về người hành nghề khám chữa bệnh là những người mà đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Những người hành nghề là những người mà đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Sau khi mà đã học qua cái thời gian thực hành xác nhận nghề. Về cơ sở khám chữa bệnh, các cái cơ sở khám chữa bệnh, đây là những cái cơ sở cố định hoặc các cái cơ sở lưu động mà đã được cấp giấy phép hoạt động và cung ứng các cái dịch vụ liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh. Thì đối với cơ sở khám chữa bệnh thì trong Nghị định 109 cũng đã nói nhắc và nói rất là nhiều tên gọi và các cái hình thức mà chúng ta thành lập và các cái cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, rồi các cái cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Ví dụ như là liên quan đến cái phòng lĩnh vực y học cổ truyền thì có phòng chẩn trị y học cổ truyền, phòng khám đa khoa y học cổ truyền. Đấy thì cái hành nghề các cái cơ sở khám chữa bệnh này cũng đã điều chỉnh trong Nghị định 155. Nghị định 155 trước đây một số các cái hình thức như là các cái cơ sở massage, xoa bóp bấm huyệt để có tên trong các cái phòng khám, cái phòng khám hành nghề thì hiện nay đã được điều chỉnh và sửa đổi trong Nghị định 155. Về việc cập nhật các kiến thức y khoa thì đối với kiến thức y khoa đây là một trong những cái yêu cầu của nhà nước liên quan đến lĩnh vực này. Quá trình cập nhật kiến thức y khoa liên tục là cái việc mà những người hành nghề sẽ phải tham gia các cái khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn như là các cái hội nghị hội thảo y khoa về các cái lĩnh vực hành nghề do bộ hoặc do các cái đơn vị cấp phát hành nghề theo quy định của nhà nước. Thế trong đó thì với kiến thức y khoa thì có hai cái điều kiện. Một đó là cái quá trình trong quá trình hành nghề thì kể từ sau cái thời hạn đã có chứng chỉ nghề thì người hành nghề sẽ phải liên tục cập nhật các kiến thức y khoa, thời gian tối thiểu là chỉ từ 2 năm. Trong thời gian 2 năm thì cái người mà đã có chứng chỉ hành nghề phải cập nhật các kiến thức y khoa. Hoặc trường hợp thứ hai nữa là trong trường hợp mà bị thu hồi lại chứng chỉ hành nghề, khi mà không may rơi vào một số các cái điều kiện như là vi phạm pháp luật rồi tạm giam tạm giữ vân vân thì cá nhân bị thu hồi lại chứng chỉ hành nghề, sau đó muốn khi đã hết các cái thời hạn thực hiện quy định của nhà nước về hành nghề mà muốn hoạt động trở lại đối với lĩnh vực này cần phải có chứng chỉ hành nghề. Cần phải có chương trình nghề thì những người đó sẽ lại cần phải thực hiện các cái quy định như là gì ạ? Phải cập nhật các cái kiến thức y khoa thế và lại phải có những cái quy định như là gì ạ? Xác nhận thời gian thực hành nghề này, văn bằng chuyên môn này, hồ sơ lý lịch tư pháp này, rồi giấy chứng nhận sức khỏe rồi vân vân. Tất cả những cái đó kèm theo với một cái điều kiện nữa là phải có cái công nhận đó là đã cập nhật kiến thức y khoa. Đấy, thì đấy là một cái điều kiện mà để
cấp lại chứng chỉ hành nghề hay là gì cái điều kiện để hoạt động hành nghề trở lại của cá nhân. Ở bên cạnh các cái khái niệm liên quan trong luật khám chữa bệnh, liên quan đến luật khám chữa bệnh thì hiện nay một số các cái khái niệm trong lĩnh vực hành nghề, đó là các cái thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn trên cơ sở các quy định này, thì hiện nay trong thông tư số 41 năm 2015 các cái hướng dẫn về quá trình thời gian thực hành nghề và cái thời gian để là người quản lý đối với các cái cơ sở khám chữa bệnh, thì đối với cái thời gian thực hành khám chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề thực hành nghề, đây là cái thời gian mà sau khi mà chúng ta đã kết thúc cái thời gian là học chuyên môn ví dụ như tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp cao đẳng rồi tốt nghiệp sau đại học, quá trình thực hiện sau khi mà đã tốt nghiệp các cái văn bằng chuyên môn của các trường đào tạo thì cá nhân sẽ thực hành xác nhận nghề. Và hiện nay thì trong quá trình xác nhận thực hành nghề thì trong thông tư số 41 cũng có quy định nêu ra một cái nội dung, đó là cái thời gian này là cái thời gian mà người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tiếp để thực hiện khám chữa bệnh liên tục sau khi mà đã được cấp văn bằng chuyên môn, và cái thời điểm này sẽ xác định từ khi mà người đó được ký hợp đồng lao động với một cái cơ quan, đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh. Hoặc trường hợp thứ hai đó là người đó được trúng tuyển viên chức, nhân viên y tế trúng tuyển vào các cái cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước, cái cơ quan nhà nước. Và trong cái thời gian này thì thứ nhất đối với người được tuyển dụng là viên chức, và thứ hai đó là đối với những người không được tuyển dụng bằng viên chức nhưng lại được ký các cái hợp đồng ngắn hạn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm đối với cái cơ sở đó, thì cái thời gian thực hành xác nhận nghề nó tương đương với cái từ bắt đầu từ cái thời gian mà thực hiện làm việc và ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng đối với cơ quan hoặc cái cơ sở khám chữa bệnh đó. Tuy nhiên thì trong thông tư cũng nhắc đến một cái vấn đề nữa, đó là trong cái thời gian này bao gồm cả thời gian mà cá nhân đó học các cái lớp như là định hướng chuyên khoa hoặc sau đại học, ví dụ như là học bác sĩ nội trú, học chuyên khoa cấp 1 hoặc chuyên khoa cấp 2 theo các cái chuyên ngành khoa mà người đó đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thế tuy nhiên thì như các bạn thấy là hiện nay thì đối với lĩnh vực này thì cái thông tư có nêu rõ như vậy, nhưng trên thực tế thì lại cũng không thể áp dụng các quy định này. Đó là đối với trường hợp mà học các cái chuyên khoa sau đại học như là chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2 thì khi tuyển sinh cái điều kiện mà nhà nước quy định hiện nay này, nhất là đối với lĩnh vực y học cổ truyền, thì đối với chuyên khoa cấp 1 điều kiện cơ bản để được dự thi là phải có chứng chỉ hành nghề. Như vậy thì sau khi mà anh tốt nghiệp chuyên khoa 1 thì anh cũng phải đồng nghĩa với cái việc là anh đã có chứng chỉ nghề trước khi anh thi tuyển chuyên khoa 1, chứ không phải là sau khi mà anh đã học xong thì anh đã đồng thời vừa có bằng chuyên khoa 1 và lại vừa có cái thời gian xác nhận nghề. Vậy thì đấy là một cái không hợp lệ. Do đó thì trong thông tư có nói đến những cái định hướng chuyên khoa này. Tuy nhiên thì chỉ có một cái trường hợp, đó là bác sĩ nội trú. Trường hợp mà sinh viên sau khi học chuyên môn xong mà học bác sĩ nội trú thời gian 2 đến 3 năm hoặc 4 năm gì đó. Thế thì cái thời gian này là cái thời gian mà sau khi đã học xong thì đã được cấp bằng chuyên môn là bác sĩ nội trú, và cũng tương tự như vậy thì tức là sinh viên này cũng sẽ đủ thời gian để xác nhận thực hành nghề. Vì đối với bác sĩ thì sẽ là 18 tháng và bác sĩ nội trú thì học cái thời gian 3 thì đến 2, 3, 4 năm gì đó. Và cái quãng thời gian này chính là cái điều kiện mà sinh viên cũng đã thực hành rất là nhiều trên các cái bệnh viện, ở các bệnh viện thực hành 24/24. Chính vì thế mà song song với việc mà
có được cái bằng học cái bằng nội trú thì nó sẽ, thì sinh viên cũng sẽ có được cái nữa là chứng chỉ hành nghề. Thế còn đối với chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 thì sau khi mà khi tuyển du sinh đầu vào đã bắt yêu cầu đó là phải có được cái chứng chỉ hành nghề rồi. Còn đối với những trường hợp khác, đối với các trường hợp khác đó là những trường hợp mà gì ạ, không được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước hoặc là các cơ sở y tế khám chữa bệnh, các đơn vị sự nghiệp, thì những trường hợp đó các bạn sẽ phải tự tìm các bệnh viện để thực hành xác nhận nghề, tự tìm các bệnh viện để thực hành xác nhận nghề. Ví dụ như là các cái bệnh viện mà có giường bệnh hoặc viện nghiên cứu có giường bệnh, và từ trên từ từ đó thì sau khi đủ thời gian thực hành xác nhận nghề thì đến các cái cơ sở nhà nước hoặc là Bộ Y tế hoặc Sở Y tế để thực hiện xác nhận thực hành nghề. Về thời gian thực hành khám chữa bệnh để là những người mà chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, thì đối với cái thời gian này thì hiện nay trong nghị định 155 thì cũng quy định về các cái điều kiện liên quan đến thời gian thực hành khám chữa bệnh. Trong đó thì trước đây trong nghị định 109 cũng đã nhắc đến một số các cái yếu tố về các cái hình thức tổ chức của các cơ sở khám chữa bệnh. Đó là phải có bằng về chuyên môn này, rồi còn phải có cái thời gian thực hành xác nhận, phải có cái thời gian về thâm niên này. Thì cái thời gian đó thì trong nghị định 109 thì điều kiện thời gian tối đa là 36 tháng, thì đối với nghị định 155 thì cái thời gian này quy định rõ thành hai cái vấn đề, một là 36 tháng và thứ hai là 54 tháng. Thì đối với trường hợp mà là những người mà thực hiện trách chịu trách nhiệm là quản lý chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám chữa bệnh, trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, ví dụ như là gì ạ, quản lý, ví dụ như giám đốc, ví dụ phó giám đốc, vân vân, thì các cái trường hợp này sẽ được tính đó là 36 tháng kể từ sau khi mà cấp chứng chỉ hành nghề, hoặc 54 tháng kể từ sau khi mà đã học xong cái văn bằng chuyên học xong văn bằng chuyên môn. Hai cái thời gian này. Thứ hai, về quá trình xác nhận thực hành nghề. Quá trình xác nhận thực hành nghề thì trong luật khám chữa bệnh số 40 năm 2009 thì thời gian xác nhận thực hành nghề, đây là cái khoảng thời gian mà các cái chủ thể thực hiện thực hành nghề tại các cái bệnh viện, viện nghiên cứu hoặc tại các cái đơn vị khám chữa bệnh mà có các cái quy chế chuyên môn. Trong đó thì xác nhận quá trình thực hành nghề liên quan đến y tế được công nhận tại các cái cơ quan y tế nhà nước, và trước khi được cấp các cái chứng chỉ hành nghề thì phải qua cái thời gian để thực hành khám chữa bệnh. Cụ thể như sau: 18 tháng thực hành tại các bệnh viện, viện nghiên cứu có các giường bệnh. 18 tháng thực hành tại các bệnh viện và viện nghiên cứu có các giường bệnh đối với bác sĩ, các bác sĩ từ đa khoa, y khoa cho đến y học dự phòng.
thì thời gian thực hành xác nhận nghề 18 tháng. Và phải thực hành tại các bệnh viện. Các bệnh viện này là các cái bệnh viện có giường bệnh hoặc các viện nghiên cứu có giường bệnh. Đấy, hiện nay thì một số các cái đơn vị như là trạm y tế hoặc trung tâm y tế, đây là những cái đơn vị mà không có giường bệnh, thì chủ yếu đó là ở các cái trình độ chuyên môn khác sẽ thực hành xác nhận nghề, ví dụ như là điều dưỡng hoặc là kỹ thuật viên vân. Trong các cái đơn vị đó người ta không có các giường bệnh. Và một số các cái bộ phận, một số các cái địa phương thì hiện nay là sự sát nhập giữa phòng y tế với các cái bệnh viện, trung tâm y tế với các bệnh viện. Thế quá trình sát nhập này thì theo đặc thù chung của các cái địa phương, nếu cái nơi cái trung tâm y tế đó mà sát nhập với bệnh viện có giường bệnh và nó lên trước cái bệnh viện đó được đánh giá là bệnh viện hạng 2 chẳng hạn, hạng 2, hạng 3, thì những cái bệnh viện đó là những bệnh viện mà có các giường bệnh để thực hành xác nhận nghề. Và 12 tháng thực hành xác nhận nghề đối với y sĩ y học cổ truyền. 12 tháng thực hành xác nhận nghề tại các bệnh viện đối với y sĩ. Và 9 tháng thực hành xác nhận nghề tại các bệnh viện ở trong các cái nơi mà có các trình độ chuyên môn liên quan đến hộ sinh, liên quan đến điều dưỡng, rồi liên quan đến kỹ thuật viên. Đấy, thì toàn bộ các cái yếu tố, các cái thời gian thực hành cho các cái chuyên môn này là 9 tháng. Đấy, thì đối với những trường hợp mà học các cái trình độ như là từ cao đẳng lên đại học, hoặc ví dụ như là một số các anh chị trong lớp chúng ta hiện nay là đã có văn bằng là gì, có chứng chỉ hành nghề là trung cấp, trung cấp hoặc là y sĩ học cổ truyền, thì sau khi các anh chị đi học về thì cái thời gian chúng ta phải thực hành xác nhận nghề 18 tháng nữa cũng phải thực hiện theo đúng quy trình, vì trước đây là chúng ta đã có cái chứng chỉ hành nghề trình độ trung cấp, trình độ là y sĩ. Thì hiện nay khi mà chúng ta có văn bằng chuyên môn đại học thì anh chị phải qua cái thời gian thực hành xác nhận nghề. Như đối với những ai mà đang công tác trong nhà nước thì cái thời gian này để khi nào đủ 18 tháng thì xin cơ quan xác nhận từ sau khi mà có văn bằng chuyên môn. Còn đối với những trường hợp mà không làm trong các cái đơn vị cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thì các bạn phải liên hệ với các cái bệnh viện mà có giường bệnh, có đủ cái cơ sở hành nghề, có đủ các cái chuyên môn hành nghề thì để thực hành xác nhận nghề. Thứ ba, điều kiện đối với người hành nghề. Điều kiện đối với những người hành nghề thì trong luật khám chữa bệnh hiện nay quy định các cái chủ thể xin được cấp chứng chỉ hành nghề gồm có 6 cái đối tượng. Trong đó thì bao gồm bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, lương y và người có bài thuốc gia truyền. Đây là 6 cái chủ thể mà thực hiện xin được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định trong luật khám chữa bệnh. Thế thì dựa trên cơ sở này, dược sĩ đại học thì không là cái chủ thể áp dụng trong luật khám chữa bệnh này, mà đối với dược sĩ thì sẽ áp dụng theo quy định của luật dược và các văn bản liên quan. Ta sang một cái phần tiếp theo về một số các cái ưu tiên trong khám chữa bệnh. Thì cái này trong quá trình đi thực hành, đi lâm sàng ta đã nắm được rồi. Để các cái đối tượng được ưu tiên trong quá trình khám chữa bệnh đó là những trường hợp mà bệnh nhân là người cấp cứu, hoặc trẻ em dưới 6 tuổi, hoặc người khuyết tật, người từ 80 tuổi trở lên, hoặc trong trường hợp là người có công với cách mạng, hoặc
người các cái trường hợp đó là phụ nữ có thai vân vân, thì các cái quy định này đó là những trường hợp ưu tiên trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Về một số các cái quy định về hành vi cấm trong quá trình hành nghề, các hành vi cấm trong quá trình hành nghề. Các hành vi cấm trong quá trình hành nghề. Luật khám chữa bệnh quy định 14 cái hành vi cấm trong quá trình hành nghề. Cụ thể các hành vi đó thì được quy định bao gồm: một, từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh. Đối với quá trình hành nghề thì thầy thuốc bác sĩ không được thực hiện cái quy định này. Đây là cái chức năng chuyên môn của chúng ta. Thứ hai đó là khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc trong trường hợp mà đang bị đình chỉ với chứng chỉ hành nghề. Thời gian thực hiện hành nghề thì hiện nay thì chứng chỉ hành nghề là cái quy định bắt buộc. Đối với những trường hợp mà chúng ta ra trường chúng ta chưa có chứng chỉ hành nghề thì đây là cái điều kiện tạm thời. Thế về lâu dài thì cái chứng chỉ hành nghề là một cái điều kiện bắt buộc trong quá trình hành nghề về lĩnh vực chuyên môn. Còn đối với những trường hợp mà chúng ta không thực thi các cái nội dung các công việc mà liên quan đến đến hành nghề đến y, những cái văn bằng chuyên môn mà các bạn đã học thì các bạn có thể làm công việc khác và các cái công việc đó nó không đòi hỏi phải có đối với chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên thì để đảm bảo các cái quy định của nhà nước thì trong quá trình hành nghề chúng ta phải thực hiện các cái quy định về việc mà phải có chứng chỉ hành nghề đảm bảo cái công việc nó ổn định. Thứ ba đó là hành nghề khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà vượt quá các cái phạm vi hoạt động chuyên môn đã được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Hiện nay thì như đối với lĩnh vực y học cổ truyền thì như các bạn thấy là cũng đã có một cái văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế là được ngoài cái lĩnh vực chuyên môn là y học cổ truyền thì nếu như cái cá nhân đó mà được cơ quan cử đi học các cái lớp liên quan đến các cái chuyên khoa khác, các cái chuyên khoa về chuyên môn đã ghi trong chứng chỉ hành nghề, được cơ quan đó cử đi học và sau khi mà học xong có chứng nhận thì về sẽ được làm thêm một cái chuyên môn đó nữa và cái này nó sẽ không vi phạm với pháp luật. Đấy là một cái mà bổ sung phạm vi hoạt động của bác sĩ học cổ truyền. Rồi cấm thuê mướn mượn bằng mượn chứng chỉ hành nghề hoặc các cái giấy phép hoạt động kinh doanh. Người nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức. Rồi cấm áp dụng các cái phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, thuốc chưa được phép lưu hành trong quá trình khám chữa bệnh. Quảng cáo không đúng với khả năng trình độ chuyên môn. Sử dụng một số các cái hình thức mê tín dị đoan trong khám chữa bệnh. Hoặc trường hợp người bệnh, người hành nghề sử dụng các cái chất kích thích trong quá trình hành nghề. Rồi vi phạm quyền của người bệnh, trong luật khám chữa bệnh cũng có quy định về những cái giới hạn mà người hành nghề được làm. Rồi gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề. Người bệnh gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề. Ngăn cản các cái bệnh thuộc diện các cái bệnh mà chữa người bệnh, ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người mà không thuộc diện bắt buộc. Ví dụ như đối với những trường hợp mà người ta không có nhu cầu hoặc là người ta không, cái bệnh đó không bắt buộc phải điều trị nhưng đối với người hành nghề lại bắt buộc phải thực hiện điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cán bộ công chức, viên chức y tế thành lập hoặc tham gia thành lập quản lý điều hành đối với bệnh viện tư nhân, tức là gì, cấm không được tham gia thành lập hoặc thành lập các bệnh viện tư nhân. Trừ trường hợp là chúng ta thấy là gì
các cái trường hợp mà thành lập mà tham gia vào quá trình quản lý điều hành tại các cơ sở mà có phần vốn góp của nhà nước, hoặc đối với những các cái cơ sở khám bệnh tư nhân mà sau khi mà đã hết giờ hành chính chẳng hạn, thì các anh chị thấy là các bạn thấy là nó có thể được hoạt động ngoài cái giờ quy định của nhà nước. Rồi cấm đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong quá trình khám chữa bệnh. Trong đây là 14 cái hành vi mà mỗi chủ thể hành nghề cần phải nắm được để thực hiện tốt các quy định của nhà nước về lĩnh vực này. Đối với phần nội dung tiếp theo về thu hồi đối với chứng chỉ hành nghề và đình chỉ các chứng chỉ hành nghề. Nên ban đầu thì chúng ta đã vừa thấy cái phần khái niệm đó là chứng chỉ hành nghề là cái văn bản mà do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp. Hiện nay thì trong quá trình hành nghề, chứng chỉ hành nghề nếu vi phạm một trong các cái quy định như sau thì sẽ bị thu hồi lại. Như là chứng chỉ đó cấp không đúng với thẩm quyền. Ví dụ như là không học tại các cái bệnh viện tuyến trung ương hoặc học tại học xác nhận nghề tại tuyến địa phương và lên tận Sở Y tế để cấp. Thứ hai nữa là các cái chứng chỉ hành nghề có các cái nội dung trái pháp luật. Trái pháp luật nhưng không đúng với chuyên môn. Rồi người hành nghề không hành nghề trong thời gian 2 năm liên tục. Sau khi mà đã cấp chứng chỉ nghề thì chúng ta phải học làm gì cái chuyên môn liên quan đến lĩnh vực đó. Bởi vì ngành y tế là cái ngành rất cao quý, nó liên quan đến cái tính mạng sức khỏe của con người. Khi mà chúng ta không hoạt động hành nghề nhưng sau đó chúng ta lại hoạt động hành nghề thì cái thời gian mà liên quan đến quá trình điều trị nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà tiếp cận các kiến thức y khoa, các cái trình độ chuyên môn kỹ thuật hiện đại hoặc công nghệ tiên tiến. Vì thế mà trong quá trình mà muốn quay lại hành nghề, muốn hoạt động đối với chuyên môn thì cần phải có được cái cập nhật kiến thức y khoa. Rồi gì ạ? Người hành nghề mà xác định có những sai sót chuyên môn kỹ thuật mà gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác, người bệnh thì sẽ bị thu hồi lại chứng chỉ hành nghề. Rồi một số các cái trường hợp khác như là người hành nghề không đủ sức khỏe hoặc đang bị cấm trong một số các cái đối tượng như là thi hành các cái bản án quyết định của nhà nước. Liên quan đến việc chấp hành các cái bản án này thì cái chứng chỉ nghề cũng sẽ bị thu hồi lại. Đối với lại việc thu hồi lại cái giấy phép hoạt động kinh doanh thì các cái cơ sở khám chữa bệnh sau khi mà chúng ta hoạt động, nếu như trong cái thời gian mà quản lý của nhà nước khi không hoạt động thì sẽ bị thu hồi, và cái việc thu hồi lại cái giấy phép của cái cơ sở đó sẽ được thực hiện trong một số các cái trường hợp như là gì? Một là giấy phép đó mà được cấp không đúng với thẩm quyền. Rồi thứ hai nữa là các cái cơ sở khám chữa bệnh này thì không đủ đảm bảo các cái điều kiện được quy định trong luật số 40, ví dụ như là về cơ sở vật chất không đủ này, rồi về nhân lực này, rồi thứ hai nữa là về trang thiết bị y tế này, rồi thứ ba, thứ tư nữa là gì ạ? Các cái vấn đề liên quan về thời gian thực hành xác nhận nghề này. Đấy, thế thì các cái yếu tố này mà không đủ thì cái cơ sở đó sẽ bị thu hồi lại chứng chỉ hành nghề. Rồi một cái phần nữa đó là sau 12 tháng kể từ ngày mà được cấp cái giấy phép hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh mà cơ sở đó không hoạt động thì sẽ bị thu hồi lại. Đấy là những cái mà trong quá trình hành nghề liên quan đến việc thu hồi chứng chỉ hành nghề và thu hồi đối với giấy phép hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh. Một vấn đề nữa đó là về khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh. Các cái tranh chấp liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội rất nhiều, ví dụ như là tranh chấp dân sự, tranh chấp hình sự chẳng hạn. Thường thì các cái tranh chấp này sẽ có những thời hạn cụ thể theo các cái vụ việc
tranh chấp dân sự, tranh chấp cá nhân thì đường 2 năm, rồi tranh chấp liên quan đến các cái lĩnh vực khác, ví dụ như là liên quan đến tranh chấp về quyền sử dụng đất, rồi liên quan đến tranh chấp về tài sản thì thời gian cũng khác nhau. Tuy nhiên thì đối với lĩnh vực hành nghề khám chữa bệnh và liên quan đến các tranh chấp này thì thời hiệu để yêu cầu giải quyết đó là 5 năm. Kể từ sau cái vụ việc xảy ra thì cái thời hạn, thời hiệu để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến đến lĩnh vực này đó là 5 năm. Đấy, thời gian rất là dài. Khiếu nại các cái yêu cầu và khi quá cái thời gian này thì sẽ không được giải quyết nữa. Về tổ chức các cái cơ sở khám chữa bệnh thì cái này trong nghị định 109 và nghị định 155 sẽ nói rất chi tiết cụ thể về các cái hình thức thành lập các cái cơ sở khám chữa bệnh. Anh chị nào mà sau khi tốt nghiệp mà muốn thành lập các cái cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thì trong nghị định 155 hiện nay, đây là cái văn bản hiện hành, tên gọi của các cái cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến nhà nước đến tuyến trung ương đến tư nhân để đến cơ sở đến địa phương sẽ có những cái điều kiện trong quá trình hoạt động của các cái lĩnh vực này. Hiện nay thì các cái cơ sở khám chữa bệnh liên quan đến nhà nước hiện nay thì gồm có 4 cái tuyến, đó là từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã phường thị trấn. Các cái tuyến y tế này thì được thành lập hoạt động theo các quy định của nhà nước. Thì đấy là các cái vấn đề liên quan đến lĩnh vực luật số 40 năm 2009. Ngoài ra thì trong luật, trong các cái nội dung nữa của luật số 40 năm 2009 thì còn các cái phần sau thì các anh chị về đọc thêm giúp tôi vậy ạ. Một là quyền và nghĩa vụ của người hành nghề. Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề. Các anh chị về đọc thêm giúp tôi cái phần này vậy ạ. Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề. Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề. Trong đó có một cái yếu tố đó là liên quan đến quyền của những người mà bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc những trường hợp mà không có năng lực hành vi dân sự hoặc những trường hợp mà hạn chế năng lực hành vi dân sự. Nhá, những cái yếu tố này chúng tôi cũng có đã xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm. Chính vì thế mà anh chị về đọc thêm giúp cho tôi cái phần này vậy ạ. Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề. Thứ hai đó là quyền và nghĩa vụ của người bệnh. 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 Và một cái nội dung thứ ba nữa mà chúng ta sẽ phải đọc nhá. Anh chị phải đọc tìm điều học trong tìm đọc trong nghị trong luật số 40. Đó là các quy đề quy chế chuyên môn. Anh chị đọc thêm giúp tôi một phần này nữa. Các quy chế liên quan đến chuyên môn ạ. Các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Một cái nội dung thứ ba về tìm đọc cái nội dung này, đó là các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Các quy định liên quan, các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh
các cái quy định này như là gì ạ? Quy định liên quan đến cấp cứu, đấy, các quy định về cấp cứu này, quy định về chẩn đoán này, quy định về hội chẩn này. Những cái này thì các anh chị cũng đã nắm rất là rõ sau khi mà đi lâm sàng rồi đúng không ạ? Rồi các quy định liên quan đến điều trị ngoại trú, nội trú này. Đấy, về chuyên môn thì các anh chị phải đọc và nắm rõ cái phần này. Và cái phần nữa đó là hồ sơ liên quan đến bệnh án. Đã. Hồ sơ liên quan đến bệnh án thì các cái hồ sơ như là hồ sơ liên quan đến bệnh án nội trú, ngoại trú này, liên quan đến điều đến những trường hợp như từ bệnh nhân tử vong này, rồi liên quan đến bệnh nhân tâm thần này. Đó. Đấy thì các cái quy chế chuyên môn này, đấy thì các anh chị về đọc cho, giúp cho tôi với ạ. Đấy là một số các quy chế chuyên môn, các quy định chuyên môn trong khám chữa bệnh. Đấy, có 3 phần về đọc thêm ạ. Quyền và nghĩa vụ của người bệnh. Thứ hai đó là quyền và nghĩa vụ của người hành nghề. Và thứ ba đó là các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh. Đấy, cái quy định như tôi vừa đã vừa trao đổi trong cái phần trong. Rồi, thì đến đây là chúng ta xin kết thúc cái phần luật khám chữa bệnh ở đây ạ. Chúng ta kết thúc cái phần luật khám chữa bệnh đây ạ. Có bạn nào hỏi vấn đề gì không ạ? Dạ không ạ. Rồi, thế chúng ta giải lao khoảng 15-20 phút nhé. Anh chị dạ, giải vâng lao. À, anh chị giải lao 15. Bây giờ là 3 giờ đúng không ạ? À. Khoảng 3 giờ 20 chúng ta vào lớp nhé. Còn một ít nội dung nữa liên quan đến nghị định và văn bản hướng dẫn kèm theo nữa nhá. Rồi các cái câu hỏi liên quan về lĩnh vực này. Và mời các anh chị nghỉ giải lao một chút ạ. Dạ vâng ạ.
Alo. Vâng, chúng em nghe ạ.
Vâng, mời anh chị, các anh chị chúng ta vào lớp tiếp tục ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, mời anh chị vào lớp ạ. Lúc nãy thì chúng ta đã kết thúc cái phần về luật khám chữa bệnh rồi. Hiện nay chúng ta còn một số các cái quy định liên quan đến văn bản hành nghề. Đó là văn bản hướng dẫn thi hành về luật khám chữa bệnh. Hiện nay đã có nghị định 109 và nghị định 155. Hai cái văn bản này là hai văn bản mà nói về quy trình cấp phát hành nghề liên quan đến chứng chỉ hành nghề. Văn bản hướng dẫn thi hành về luật khám chữa bệnh hiện nay thì bao gồm có nghị định 109 và nghị định 155. Lớp mình nhìn thấy hình ảnh chưa nhỉ? Chưa. Nếu anh chị nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Đỡ xin tiếp nào. Em nghị định. Nghị định 109 ạ. Rồi bạn Trần Tuấn này. Trần Tuấn tắt mic đi giúp mình này. Rồi, tôi nói qua một chút cái này nữa thôi. Về nghị định 109 thì đây là một văn bản của chính phủ ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2016 quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh. Cái này thì lúc nãy chúng ta đã được giới thiệu qua một chút về cái quy định chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động kinh doanh rồi. Thế thì cụ thể chi tiết trong cái nghị định này đó là các cái trường hợp về quy định đối với cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động kinh doanh thì các cái quy trình về việc cấp mới, quy trình về cấp bổ sung, cấp mới và cấp lại, tức là cấp lại chứng chỉ hành nghề. Đấy, các cái quy định như là gì ạ? Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu đối với người là xin cấp chứng chỉ hành nghề và rồi những trường hợp mà gì ạ? Cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề. Thế thì hiện nay hai cái trường hợp này cũng đã sửa đổi một số các cái quy định trong nghị định 155. Nghị định 155 thì một số các cái quy trình như là gì ạ? Là quá trình cấp các cái chứng chỉ văn bằng rồi xác thực hành nghề thì phải phù hợp với văn bằng chứng chỉ chuyên môn vân vân. Cũng có rất nhiều các cái sửa đổi bãi bỏ trong cái quy trình về cấp chứng chỉ hành nghề. Vậy thì cái phần về cấp chứng chỉ nghề chúng ta sẽ đi xem qua một chút cái nội dung này. Đối với những trường hợp mà cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu thì các cái thủ tục trình tự theo quy định
rất là nhiều các cái bạn mà đã có chứng chỉ hành nghề trình độ trung cấp rồi, chúng ta đã thực hiện các cái quy trình này, các cái giấy tờ kèm theo như các cái đơn đề nghị này, các cái văn bằng chuyên môn, các cái văn bằng chuyên môn mà được cấp trong chứng chỉ hành nghề, văn bằng về y, rồi văn bằng về chuyên môn do các cái trình độ đào tạo ở các cái địa phương hoặc các cái nước khác nhau. Cụ thể như là đối với những bạn học học viện 6 năm thì các cái quy định về điều kiện hành nghề đó là sau khi tốt nghiệp bằng đại học, có bằng đại học. Thế còn đối với những trường hợp như là những trường hợp mà học cử nhân nước ngoài, đấy, những trường hợp này thì cần phải có thêm một cái định hướng chuyên khoa, một cái định hướng y học cổ truyền. Thì đối với trường hợp mà được hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp lần đầu thì ngoài cái văn bằng chuyên môn thì sẽ có những cái giấy tờ khác như là giấy xác nhận thực hành, đấy, giấy xác nhận thực hành, rồi các cái liên quan như là giấy chứng nhận sức khỏe, rồi lý lịch tư pháp, các cái quy định trình tự thủ tục thực hiện theo quy định cấp mới lần đầu, thời gian thực hành giấy xác nhận thực hành nghề. Cái quá trình xác nhận này thì dựa trên cái đơn vị, những cái nơi mà chúng ta đã thực hành đủ thời gian. Thế thì đấy là đối với những trường hợp cấp lần đầu. Thế và trong quá trình thực hiện này thì có một số các cái đối tượng đó là cấp lại chứng chỉ hành nghề để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn. Đấy, ví dụ hiện nay trong lớp ta thì có một số các anh chị là đã có được cái chứng chỉ hành nghề là y sĩ học cổ truyền. Thế thì cái thời gian chúng ta có được cái chứng chỉ hành nghề trình độ đại học thì chúng ta cũng phải trải qua một cái khoảng thời gian là 18 tháng nữa. 18 tháng thực hành xác nhận nghề tại các bệnh viện hoặc viện nghiên cứu có giường bệnh, hoặc những trường hợp mà các anh chị đang là viên chức của các cái cơ sở khám chữa bệnh thì chúng ta sẽ phải có thêm cái thời gian đủ 18 tháng thì cơ quan mới xác nhận về cái thời gian thực hành. Và sau đó thì lại một cái quy trình tiếp theo đó là các cái hồ sơ liên quan đến cái quá trình mà được cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học, và cái chứng chỉ nghề này thì không có thời hạn. Thế thì đối với những trường hợp mà cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề thì dựa trên những cái yêu cầu về cơ bản giống như cấp lần đầu thì cần phải có thêm một số những cái mới nữa. Ví dụ như là cần phải cập nhật các kiến thức y khoa trong trường hợp là các cái hồ sơ giấy tờ chúng ta chưa hợp lệ và chưa đầy đủ. Thế và trong các cái trường hợp mà cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề do bị thu hồi thì những cái trường hợp đó lại cần phải có thêm một cái nữa, đó là gì, việc cập nhật kiến thức y khoa đối với cá nhân là đã theo quy định, đã có được cái văn bản cập nhật, đã có được cái xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã học qua một số những cái trình độ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hành nghề. Đây là các cái quy định liên quan đến cấp lần đầu. Cái này thì tôi vừa nói rồi ạ. Đối với những trường hợp mà cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề được quy định trong điều 7 của nghị định 109 thì việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động, cấp bổ sung trong phạm vi hoạt động của chuyên môn thì hiện nay các cái giấy tờ kèm theo một bộ sơ mẫu trong các cái cơ sở hành nghề tại Sở Y tế thì các cái yêu cầu đó là các cái giấy tờ về chứng chỉ hành nghề đã được cấp, rồi thứ hai trong trường hợp ví dụ như anh chị đã có bằng y sĩ, thứ hai đó là văn bằng hợp lệ bằng đại học, trình độ đại học, rồi các cái chứng chỉ mà anh chị đã học thêm chuyên khoa nội ngoại nhi sản vân vân,
Các cái này là những cái chuyên khoa lẻ mà các anh chị học thêm ngoài lĩnh vực y học cổ truyền. Thế và bản sao văn bằng hợp lệ, bản sao văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận đào tạo. Cái này là một cái mà phù hợp với cái quy định hiện nay, đó là ngoài chuyên môn thì còn học, còn được làm việc và hành nghề những cái chuyên khoa lẻ. Thì giấy chứng nhận đào tạo do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo tối thiểu là từ 6 tháng phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn. Đấy, cái thời gian mà chúng ta đi học thêm cái định hướng cái chuyên khoa đấy phải ít nhất là từ 6 tháng trở lên. Trước đây thì trong nghị định 109 thì cái quy định này thì người ta chỉ ghi đó là các cái bản sao hợp lệ văn bằng chứng chỉ chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động, thì đến nghị định 155 người ta đã nói rất rõ cụ thể đó là cái chứng chỉ đó, chứng nhận đó phải có thời gian đào tạo ít nhất là từ 6 tháng trở lên. Chứ chúng ta không thấy là như trước đây thì người ta còn chỉ quy định là 3 tháng rồi 1 tháng vân vân, nó rất là ngắn hạn. Nhưng hiện nay thì đối với nghị định 155 người ta nói rất rõ đó là cái thời gian học những cái chuyên khoa này ít nhất phải từ 6 tháng trở lên chúng ta mới bổ sung thêm vào cái chứng chỉ hành nghề. Thế và thực hiện cái công văn của Bộ Y tế năm 2020 thì hiện nay đối với lĩnh vực y học cổ truyền thì khi mà đã cấp nha, khi mà đã có người hành nghề đã có được cái chứng chỉ hành nghề đó rồi, có được cái chứng chỉ hành nghề mà về chuyên môn y học cổ truyền thì không cần phải cấp lại. Mà trường hợp này thì có một cái văn bản đề nghị là gì ạ? Được hoạt động theo chuyên khoa, được hoạt động theo những cái chuyên khoa lẻ, chuyên khoa chuyên môn mà người ta đã học đi học bổ sung. Thế và cái này thì kèm theo đối với chứng chỉ hành nghề lần đầu đã cấp. Thế và khi được thủ trưởng cái đơn vị hoặc cái cơ quan đó cử đi thì đồng nghĩa với cái việc mà chúng ta sẽ thực thi các cái chuyên khoa lẻ, những cái chuyên khoa mới hợp pháp, không vi phạm tới pháp luật mà không phải đúng chuyên môn chuyên ngành. Đối với các cái chứng chỉ hành nghề mà được cấp lại thì khi mà các cái chứng chỉ này bị mất hoặc đã bị thu hồi do vi phạm các cái quy định của nhà nước. Về quá trình đăng ký hành nghề khám chữa bệnh. Hiện nay thì cái nguyên tắc trong quá trình đăng ký hành nghề khám chữa bệnh thì vẫn thực thi theo quy định trong luật, ở trong nghị định 109 thì thực hiện một trong các cái nguyên tắc này, người hành nghề sẽ phải thực hiện các quy định trong quá trình hành nghề bao gồm có 8 cái nguyên tắc như sau. Một, đó là người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cái cơ sở khám chữa bệnh, ví dụ như là chúng ta là cái người quản lý, được thuê quản lý về của một cái cơ sở khám chữa bệnh, đó là một cái phòng khám tư nhân hoặc là một cái bệnh viện tư nhân vân vân. Thứ hai, đó là người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách một khoa ở một cái cơ sở khám chữa bệnh, không đồng thời làm người phụ trách từ hai khoa trong một cơ sở khám chữa bệnh. Đấy là một cái mà khi đi công tác, đi làm việc chúng ta sẽ phải thực thi cái quy định này. Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh có thể kiêm nhiệm phụ trách một khoa trong cùng một cơ sở khám chữa bệnh và phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn. Tức là lúc trước trong cái nguyên tắc thứ hai thì chỉ được làm phụ trách một khoa đấy, và không được làm đồng thời là hai người quản lý hai khoa mà chỉ là kiêm nhiệm. Hiện nay rất là nhiều các cái chức vụ như là trưởng khoa rồi kiêm phó khoa khác hoặc kiêm cái khoa lại quản lý cái khoa khác. Rồi nguyên tắc nữa là trong quá trình hành nghề thì người hành nghề được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cái cơ sở khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính.
đối với những người đang làm việc nhà nước thì có thể được là người quản lý với một cái cơ sở khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính. Và cái nguyên tắc nữa đó là trong quá trình hành nghề thì người hành nghề khám chữa bệnh của nhà nước thì không được làm người đứng đầu của một bệnh viện tư nhân hoặc một cái cơ sở khám chữa bệnh thành lập theo luật doanh nghiệp. Đấy, ví dụ như là các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, rồi các cái doanh nghiệp, đấy, các cái loại hình doanh nghiệp như là công ty hợp danh. Đấy, các cái loại hình doanh nghiệp này thì hoạt động theo quy định của luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật kinh tế. Do đó thì các cái quy định về vốn, về cổ phần, về tư cách pháp nhân vân vân, rất nhiều các cái yếu tố nó liên quan. Do đó thì đối với những người mà đã đang làm nhà nước thì sẽ không được thành lập, lại không được là đứng tên là người thành lập và hoạt động trong cái cơ sở này. Chỉ được tham gia là những người mới góp cổ phần hoặc góp phần vốn góp của mình. Rồi thứ sáu, đó là người hành nghề đã đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám chữa bệnh thì được đăng ký hành nghề ngoài giờ tại các cái cơ sở khám chữa bệnh khác. Đấy, trong cái quá trình hành nghề thì cái thời gian chúng ta đi làm thêm ngoài giờ thì pháp luật không cấm. Tuy nhiên thì cái giờ lao động, giờ làm việc của người lao động đó là một năm không được vượt quá 200 giờ là giờ làm việc. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là ví dụ như người ta chấm công ngoài giờ, ngoài các cái giờ quy định ở trong các cái đơn vị chúng ta làm thêm thì cái thời gian làm thì một ngày cái thời gian làm nó không quá 8 tiếng. Một cái thời gian ngoài giờ thì từ sau khi hết giờ hành chính trong một ngày từ 5 giờ đến 8 giờ vân vân. Cái tổng số thời gian mà làm thêm ngoài giờ không được vượt quá 200 giờ trên một năm. Đấy là cái quy định cứng trong cái quá trình mà quản lý đối với lao động. Thế nhưng thực tế hiện nay thì cái số giờ làm việc đó có rất nhiều người còn cao hơn. Rồi cái nguyên tắc tiếp theo đó là người hành nghề được đăng ký hành nghề tại một đơn vị hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh nhưng không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ thì không vượt quá cái giờ quy định của nhà nước. Đấy, ví dụ như là trong cái thời gian mà luật lao động quy định là cái số giờ làm thêm của một người lao động đó là không vượt quá 200 giờ trên một năm, nhưng không cấm trong cái trường hợp mà làm thêm ở nhiều doanh nghiệp hoặc nhiều các cái cơ sở khám chữa bệnh. Ví dụ như là liên kết ấy, hôm nay thì thực hiện ở phòng khám A và hôm sau lại thực hiện ở các cái cơ sở khám chữa bệnh khác. Và cái nguyên tắc thứ 8 đó là người nghề đã đăng ký hành nghề ở một cái cơ sở khám chữa bệnh khi thực hiện việc khám chữa bệnh theo chế độ luân phiên người hành nghề khám chữa bệnh nhân đạo hoặc thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo hợp đồng giữa các cơ sở khám chữa bệnh với nhau thì không phải đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh nữa. Đấy, tức là cái quá trình mà khi thực thi đối với những cái cơ sở khám chữa bệnh khám bệnh nhân đạo thì không cần phải đăng ký hành nghề. Đấy, trong cái quá trình này thì các cái cơ sở này người ta đã có những cái chuyên môn rồi. Đó là một số các cái nguyên tắc trong quá trình hành nghề thì chủ thể hành nghề sẽ cần phải lưu ý để thực thi các cái quy định của pháp luật cho đúng, không được hành nghề, không được thành lập doanh nghiệp, vân vân theo cái quy định của nhà nước. Về đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, quá trình đăng ký như thế nào, thực thi các cái thủ tục hành chính ra sao? Thì cái này thì khi nào mà anh chị làm cụ thể trong một cái cơ sở khám chữa bệnh, một cơ sở hành nghề, ta sẽ cần tìm hiểu rõ chi tiết hơn. Đấy, ví dụ như là về địa điểm hành nghề này, thời gian hành nghề này, rồi các cái chức danh vị trí trong cái cơ sở khám chữa bệnh đó, rồi đăng ký về chuyên môn, về lĩnh vực khám chữa bệnh cụ thể ra sao, như thế nào. Thì đến các cái cơ sở y tế người ta sẽ hướng dẫn các cái điều kiện trong quá trình thành lập một cái cơ sở khám chữa bệnh chi tiết cụ thể. Vấn đề thứ tư đó là về điều kiện đối với những người hướng dẫn thực hành nghề.
Hiện nay người hướng dẫn thực hành nghề sẽ phải đáp ứng một số các cái điều kiện yêu cầu như sau. Cái này thì trong quá trình hành nghề, chắc là những anh chị nào mà đi đã có chương trình nghề thì sẽ nắm được cái phần này. Quá trình thực hành xác nhận thực hành nghề, thứ nhất là cái chủ thể, cái người hướng dẫn đó phải là người đã có chứng chỉ hành nghề. Đã có chứng chỉ hành nghề. Thứ hai đó là có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với cái văn bằng chuyên môn của người thực hành. Trong đó thì phải có một cái thâm niên công tác, đó là phải từ 3 năm trở lên và phải có trình độ cao hơn người thực hành. Trình độ cao hơn thực hành tức là gì? Các bạn là bác sĩ thì cái người hướng dẫn chúng ta sẽ phải là thạc sĩ. Đấy. Rồi bác sĩ chuyên khoa 1. Và một người hướng dẫn thực hành chỉ được hướng dẫn tối đa là 5 người. Trong quá trình mà hướng dẫn thực hành thì thời gian 18 tháng, cái người hướng dẫn đó chỉ được hướng dẫn tối đa là 5 người. Không được vượt quá cái số lượng này. Về vấn đề thứ năm đó là các cái cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Trong nghị định 109 thì cũng đã nêu ra rất là nhiều các cái cơ sở khám chữa bệnh, trong đó thì có tới 19 cái cơ sở khám chữa bệnh. Nghị định 109 thì có nói đến 19 cái cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên thì đến nghị định 155, nghị định 155 thì các cái cơ sở khám chữa bệnh này đã lồng ghép, sửa đổi tên gọi, rồi loại hình hoạt động khác nhau. Hiện nay là còn 12 cái cơ sở khám chữa bệnh. Anh chị nào mà tìm hiểu để sang năm tới khi mà đã có văn bằng chuyên môn đấy, thì muốn thành lập một cái cơ sở khám chữa bệnh của mình thì sẽ tìm đọc một số các quy định hướng dẫn trong nghị định 155 năm 2018. Thì về hình thức tổ chức của các cái cơ sở khám chữa bệnh trong nghị định 155 hiện nay theo quy định thì cơ sở khám chữa bệnh thành lập theo quy định của pháp luật và sẽ phải thực hiện tổ chức theo các cái hình thức như sau. Thứ nhất, bệnh viện. Đấy, bệnh viện hiện nay là bệnh viện thì bao gồm bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa. Đấy, điều kiện để thành lập bệnh viện đa khoa như thế nào, bệnh viện chuyên khoa ra sao? Đấy, thì ở trong cái quy định của nghị định 155 nha, hoặc là nghị định 109 cũng có nói về cái điều kiện này, cái điều kiện để thành lập các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa. Thì cái này thì trong hai nghị định thì cũng đều có nhắc đến, tuy nhiên thì nghị định mới và hiện hành hiện nay là nghị định 155. Ví dụ như đối với bệnh viện đa khoa thì điều kiện thành lập là cái bệnh viện đó phải có ít nhất là từ 30 giường bệnh trở lên, hoặc các cái bệnh viện chuyên khoa khác, bệnh viện mắt 10 giường bệnh trở lên, vân. Thứ hai đó là bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân. Bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân. Thứ ba đó là các phòng khám đa khoa. Phòng khám đa khoa. Rồi thứ tư, cái hình thức khám chữa bệnh thứ tư đó là phòng khám chuyên khoa. Các phòng khám chuyên khoa. Cái phòng khám chuyên khoa ở đây thì bao gồm rất là nhiều phòng khám chuyên khoa. Trong đó thì các cái phòng khám chuyên khoa này thì các cái phòng khám liên quan đến cái lĩnh vực hoạt động theo chuyên môn, văn bằng chuyên môn. Thế thì như trước đây thì phòng khám mà liên quan đến lĩnh vực y học cổ truyền nó thành độc lập là một cái cơ sở khám chữa bệnh. Đấy, nó độc lập thành cơ sở khám chữa bệnh. Thì đến nay trong nghị định 155 cũng đã sửa đổi đó là nó lại trực thuộc vào cái phòng khám chuyên khoa. Đấy, cụ thể thì đối với lĩnh vực y học cổ truyền chúng ta sẽ được thành lập đó là phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền và phòng chẩn trị y học cổ truyền. Đấy, còn trước đây thì lại thành trong nghị định 109 thì lại độc lập đó là chỉ có phòng chẩn trị y học cổ truyền. Nhưng hiện nay thì nó là trực thuộc trong phòng khám chuyên khoa, đó là chuyên khoa về y học cổ truyền hoặc là phòng chẩn trị y học cổ truyền. Đấy, học là phòng chẩn trị y học cổ truyền. Đấy, thì trực thuộc trong phòng khám chuyên khoa. Rồi một số các cái cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình. Các cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình. Đây, phòng khám chuyên khoa hiện nay. Trong đó thì
nhà ổn thì... Rồi, xin lỗi cả lớp, đang có một chút việc tí ạ. Thứ bảy đó là một số các cơ sở dịch vụ y tế. Một số các cơ sở dịch vụ y tế. Rồi một số các cái trạm y tế cấp xã, rồi trạm xá. Các cái cơ sở giám định y khoa, cơ sở giám định pháp y. Rồi các cái cơ sở y tế cơ quan của đơn vị thực hiện việc khám chữa bệnh. Và trung tâm y tế. 12 đó là một số các trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng đủ các điều kiện dịch vụ y tế theo quy định trong nghị định thì được bổ sung đối với phạm vi hoạt động chuyên môn. Thì trong 12 cái cơ sở khám chữa bệnh này thì hiện nay trong nghị định 155 thì quy định chi tiết cụ thể chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của các cái cơ sở khám chữa bệnh, các cái hình thức khám chữa bệnh. Đấy, điều kiện thành lập như thế nào ra sao. Và anh chị nào hoặc bạn nào muốn tìm hiểu thì chúng ta đọc thêm trong nghị định 155. Tại các cái điều kiện trong lĩnh vực cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh. Đấy. Và cụ thể ví dụ như là có quy trình thành lập và một số các cái cơ sở khám chữa bệnh mà liên quan đến lĩnh vực y học cổ truyền. Hiện nay thì các cái cơ sở khám chữa bệnh này thì ví dụ như là tại các bệnh viện này, bệnh viện đa khoa, bệnh viện y khoa, bệnh viện chuyên khoa này, bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân này. Thế rồi các cái phòng khám chuyên khoa liên quan đến phòng chuyên khoa y học cổ truyền, phòng chẩn trị y học cổ truyền. Thì đây là những trường hợp mà chúng ta có chuyên môn tham gia làm việc rồi hoạt động trong các cái đơn vị này. Thì đối với những cái điều kiện của các cái cơ sở mà chúng ta vừa nhắc đến thì các cái điều kiện chung như là gì ạ? Về cơ sở vật chất, thứ hai đó là về trang thiết bị y tế, thứ ba đó là về nhân lực. Ba cái yếu tố này là cái sự khác nhau của mỗi một mô hình hoạt động, mỗi một cái hình thức hoạt động của các cái cơ sở khám chữa bệnh. Thế thì đối với các cái điều kiện này nha, thì các anh chị về đọc và tìm hiểu thêm giúp cho tôi với ạ. Ở đây thì tôi không giới thiệu tiếp nữa, những bạn nào mà sau này đi làm và nghiên cứu để thành lập một cái phòng khám chuyên khoa, cơ sở khám chữa bệnh thì chúng ta sẽ cần tìm và nghiên cứu cái nghị định này. Đấy. Ví dụ liên quan đến các cái lĩnh vực này như là gì ạ? Đối với lĩnh vực y học cổ truyền thì hiện nay có hai cái phòng khám mà thành lập theo quy định như là phòng khám chuyên khoa đối với lĩnh vực y học cổ truyền thì điều kiện về chuyên môn đó là bác sĩ hoặc y sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Đấy. Là bác sĩ hoặc
y sĩ chuyên khoa y học cổ truyền thì sẽ thành lập được phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền. Đấy là về nhân sự nha, đó là về nhân sự. Rồi thứ hai là đối với phòng trần trị y học cổ truyền thì các cái điều kiện để thành lập đó là lương y hoặc những người mà có bài thuốc gia truyền đã được cấp giấy chứng nhận thì được thành lập phòng trần trị y học cổ truyền. Thế và hai cái đơn vị này, hai cái phòng khám